Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục được tăng cường bổ sung thêm về cường độ. Chính vì vậy mà thời tiết trên toàn khu vực sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét cả ngày khi mà nhiệt độ cao nhất chỉ ở vào khoảng 18 đến 21 độ. Kiểu thời tiết này được nhận định là sẽ còn kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới, thậm chí là nhiệt độ còn có khả năng giảm thêm và sẽ là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đến nay. Quý vị nên chủ động trang bị quần áo ấm khi lưu thông ngoài trời để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời bà con cũng nên có biện pháp che chắn cho vật nuôi để tránh bị thiệt hại do thời tiết rét gây nên. Lưu xuống Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu tác động của đới gió Đông Bắc Mạnh tầng thấp kết hợp với những nhiễu động gió đông trên cao nên vùng mưa lớn vẫn còn diễn ra trong ngày hôm nay tại các tỉnh từ Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các địa phương này tiếp tục được cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá cũng như là nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp khi có mưa lớn xuất hiện liên tục. Riêng tại hai tỉnh phía Nam miền Trung là Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết sẽ ít mưa hơn, chủ yếu là chỉ có mưa vài nơi và lượng không nhiều. Còn tại khu vực Tây Nguyên được dự báo sẽ ít mưa trong ngày hôm nay, có chăng chỉ ở mỏm phía đông khu vực sẽ có mưa rào và rông. Do tác động thêm của yếu tố địa hình nên trời lạnh về đêm và sáng. Lúc này nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng từ 18 đến 22 độ, ban ngày thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Tương tự vậy, tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ thì do không có hình thế gây mưa điển hình nào tác động, nên thời tiết trong ngày hôm nay sẽ có nắng xuất hiện trên toàn vùng với ngưỡng nhiệt cao nhất là từ 30 đến 32 độ. Về chiều tối thì mưa rào và rông chỉ xảy ra khoảng 1 phần 3 diện tích khu vực, tập trung chính là tại các địa phương ven biển miền Tây. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế thời tiết chung của toàn miền Bắc nên thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái rét cả ngày. Thời tiết vẫn phổ biến ít mưa nhưng trời nhiều mây với mức nhiệt cao nhất trưa chiều chỉ dao động xung quanh ngưỡng 21 độ. Nhiệt độ càng giảm thấp hơn khi về cuối ngày, trời rét nhất vào ban đêm khi nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 16 đến 17 độ. Dự báo mức nhiệt độ tại thủ đô sẽ còn giảm thêm trong một vài ngày tiếp theo. Do vậy quý vị và các bạn nên trang bị những chiếc áo gió, khăn choàng để giữ ấm cho cơ thể khi lưu thông ngoài trời. Tương tự như thủ đô Hà Nội, thành phố Việt trì tỉnh Phú Thọ ngày hôm nay sẽ vẫn tiếp tục ít mưa nhưng khá nhiều mây và rét với biên độ nhiệt chỉ dao động khoảng từ 16 đến 20 độ. Khi trời rét, nếu sử dụng biện pháp làm ấm nhà cửa phòng bằng than gỗ, than củi hoặc là than tổ ong, thì quý vị và các bạn cũng cần phải lưu ý tuyệt đối là không dùng than để sửa ấm trong phòng kín, không dùng qua đêm và không đặt than ngay dưới gầm giường gần những chỗ dễ bắt lửa, cửa ra vào. Nếu có người già và trẻ nhỏ thì quý vị không được dùng biện pháp này. Do nằm trong vùng tâm mưa của các tỉnh Trung Trung Bộ nên thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tiếp tục sẽ nhiều mây, có mưa rông xảy ra nhiều nơi và không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to đến rất to và rông. Độ ẩm không khí duy trì ở mức khá cao là từ 85 đến 98%, trong khi đó thì nhiệt độ tại đây chỉ khoảng từ 23 đến 27 độ nên trời sẽ lạnh. Nhìn chung thời tiết sẽ không thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động và sự kiện tổ chức ngoài trời. Khi ra ngoài, quý vị và các bạn nên mang theo bên mình những vật dụng che mưa tiện ích. Trái ngược với thời tiết mưa nhiều ở Trung Trung Bộ thì ngày hôm nay tại khu vực Tây Nguyên thời tiết chủ yếu là có mưa rào vài nơi. Nằm trong xu thế chung đó nên thành phố Buôn Ma Thuật sẽ có một ngày trời nắng với mức nhiệt giao động quanh mức 30 độ. Thời tiết sẽ khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất cũng như giao thông của người dân trên địa bàn thành phố. Về đêm thì trời xe lạnh, lúc này nhiệt độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất là từ 20 đến 21 độ. Đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái thời tiết mây thay đổi và trời nắng cường độ nắng mạnh nhất vào khung giờ là từ 11 giờ đến 15 giờ chiều. Lúc này nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất là 32 độ. Khu vực phía đông nam như là nhà bè Cần Giờ thì có thể có ngưỡng nhiệt thấp hơn một chút. Về chiều tối thành phố chỉ có mưa rào và rông vài nơi. Ban đêm thời tiết mát mẻ ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 đến 25 độ. Điểm dừng chân cuối cùng sẽ là thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 30 đến 31 độ. Thời tiết sẽ có xu hướng chuyển nhiều mây hơn khi về cuối ngày. Đồng thời mưa rào và rông sẽ xuất hiện vài nơi. Tuy nhiên thì mưa được dự báo là sẽ không kéo dài và lượng mưa thì cũng không nhiều nên chỉ ảnh hưởng đôi chút tới các hoạt động lưu thông của người dân. Ban đêm thành phố cũng ít mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 25 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.